Thưa quý vị, thưa bà con, thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta. So với những loại cây trồng khác thì cây na đang mang lại giá trị khá cao cho người nông dân. Tuy nhiên, chưa bằng lòng với những giá trị mà cây na mang lại, những người nông dân trên địa bàn thị xã Đông Triều đã chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật cộng với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Họ đã tìm ra phương pháp kéo dài thời gian thu hoạch và tăng năng suất cho cây na. Cụ thể thì những người nông dân ở Đông Triều đã làm như thế nào để có thể cho cây na ra trái giải vụ? Xin mời quý vị cùng theo dõi kết nối ngay sau đây. Cắt lộc non khi cây na đang vào vụ thu hoạch lứa na đầu tiên trong năm. Công việc này đã trở thành quen thuộc với ông Thụy nhiều năm qua. Theo ông Thụy, việc cắt lộc non vào thời điểm này để cho cây na tập trung dưỡng chất nuôi quả chính vụ cũng như tích tụ dưỡng chất cho vụ na tiếp theo. Cành lộc thì nó lại là cái cành có sinh trưởng, nếu mà mình không tỉa kịp thời thì bắt đầu là nó kéo hết lên lộc và nó sẽ rút cái dinh dưỡng để nó nuôi quả na, thì thậm chí làm cho quả na coi như méo và coi như không to được. Cái thời điểm mà coi chưa bấm mầm để coi như tạo làm quả đấy, thì có những cái mầm dài đấy thì ta bấm chờ, ví dụ ngọn nó cao khoảng 4-50 phân thì ta bấm khoảng để lại còn 30 phân để cho nó ngừng phát triển của cái mầm đấy. Khi cây bắt đầu ra hoa, bên cạnh việc để hoa thụ phấn tự nhiên nên ưu tiên phương pháp thụ phấn nhân tạo. Sau khi na đậu quả, cần chọn để những quả to, mắt đều, đẹp, đảm bảo khi chín đạt trọng lượng 3 quả 1 kg. Sản lượng tùy theo tuổi cây có thể 5, 7 hay 10 kg tùy tuổi cây. Với cách làm này, vụ na chính sẽ kéo dài được thêm 20 ngày. Bà con quan tâm muốn tìm hiểu về kỹ thuật trồng na giải vụ có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Thụy ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, hy vọng với kinh nghiệm trồng na giải vụ mà chúng ta vừa theo dõi thì sẽ có thêm kinh nghiệm cho bà con nông dân trong canh tác nông nghiệp. Quay trở lại chương trình thì chúng tôi xin đến với một câu hỏi đến từ một khán giả ở Bà Rịa Vũng Tàu. Khán giả có số điện thoại 0356 3 số cuối 239. Khán giả Lâm Văn Tám có hỏi về việc là củ mài đã trồng được 1 tháng, 2 ngày nay thì có biểu hiện là đen dây, lá lụi đen, có vết đen loang lổ trên lá, gốc thì vẫn lên mầm. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức ạ. Dạ vâng. Thưa khán giả, theo tôi như thế này, cái nguyên nhân chính ấy, thưa anh Tám, cái nguyên nhân chính mà cái cây củ mài nhà anh ấy nó bị thố, nó bị đen dây, và thậm chí có thể anh thấy là nó đen toàn bộ cây dây đó, hoặc là có những chỗ như nó chỉ đen có một phía nào đó, một mặt nào đó thôi, xong rồi dần nó mới loang dần ra hết toàn bộ thân, chứ không phải là lúc đầu nó đen hết toàn bộ đó. Và những cái chỗ đen nó dần dần là gì, nó teo tóp lại và cuối cùng nó chết hết cái phần từ đó trở lên trên ngọn, rồi còn từ cái chỗ bị đen đó xuống gốc thì nó không sao cả. Và cuối cùng đúng như thế, từ gốc bắt đầu nó mất cái thân kia rồi thì nó bắt đầu nó mới phân bổ lại cái chất điều hòa sinh trưởng, thì cuối cùng nó lại kích cho các mầm ở dưới gốc nó bật lên các mầm mới. Mà như vậy thì dù nó có bật lên mầm mới chăng nữa, mà nếu mà chúng ta không khắc phục hiện tượng này thì sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến năng suất của cây, bởi vì nó cứ ra liên tục cái mầm mới như thế, nó vẫn không được thể đủ cái hệ số lá để nó quang hợp, để tích lũy, để tạo ra cái chất tích lũy để đưa vào cho củ được. Vì thế cho nên dẫn đến là năng suất sẽ bị suy giảm. Vì thế cho nên là đây là một cái bệnh mà do nấm nó gây ra. Cho nó phát triển lên thì cuối cùng như thế nào, ở phía trên thì lá của nó là bắt đầu nó phải bị đen đi, nó đen từng đám lại. Thế thì để khắc phục hiện tượng này thì tôi đề nghị thế này: nếu chỗ nào nó phát hiện ra chỗ nào bị đen thì từ đó chúng ta, từ chỗ vị đen đấy, chúng ta dịch xuống phía dưới khoảng 5 đến 10 cm nữa chúng ta cắt bỏ cái thân đó. Nhưng mà phải cắt vào những cái ngày trời tạnh ráo nắng, chúng ta cắt bỏ, chúng ta kéo cái dây bị bệnh ấy ra ngoài, chúng ta tiêu hủy đi, phơi khô chúng ta đốt, chúng ta tiêu hủy đi. Sau đó rồi thì chúng ta sử dụng một trong các loại thuốc trừ nấm có gốc, tức là azoxystrobin cộng với difenoconazole, hoặc là epoxiconazole, hoặc là piraclostrobin cộng với methyram complex, hoặc là mancozeb cộng với metanazin, hoặc là thuốc gốc propinef.
Đây, một trong các loại thuốc này chúng ta pha theo cái nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì, chúng ta phun lên toàn bộ cái dây, lên thân và cành của cái cây củ mài này, thì làm gì? Nên phun hai lần. Lần thứ hai cách lần thứ nhất là 7 đến 10 ngày. 7 đến 10 ngày. Thì như thế thì nó sẽ tiêu diệt được các loại nấm mà nó không lây lan ra, nó gây hại cho những cái thân còn lại, và những cái thân mới nó ra nó cũng sẽ không bị nữa. Tuy nhiên rằng nếu mà từ gốc thì cái thân chúng ta cắt đi từ gốc nó bật lên rất nhiều những cái thân, thì chúng ta chỉ nên chọn lại, giữ lại một, cùng lắm là nên hai thân để chúng ta nuôi thôi, còn lại chúng ta nên tỉa bớt đi, không nên để cho nó ra quá nhiều. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hết sức chi tiết vừa rồi, và hy vọng là khán giả đã lắng nghe rất rõ những tư vấn này của chuyên gia, và chúc khán giả sẽ khắc phục thành công cho vườn cây của gia đình mình. Nếu như còn bất cứ thắc mắc nào khác thì khán giả có thể tiếp tục gọi điện về tổng đài 1900 6145 của chúng tôi để được các chuyên gia tiếp tục tư vấn. Xin được chuyển sang một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Chuông có số điện thoại 0339 3 số cuối 869 ở Thái Nguyên. Khán giả có hỏi về lợn nái bắt về 80kg, nuôi đến nay đã được hơn một tạ nhưng không thấy động dục. Trong thời gian nuôi chỉ cho ăn gạo, rau, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Chuông. Thì khi về nói về lợn nái sinh sản thì chúng ta cần phải phân tích thế này. Lợn đã được một tạ rồi thì tôi chắc chắn là lợn ngoài. Lợn ngoại. Thế lợn ngoại thì thời gian mà động dục thường nó phải khoảng 9 tháng, 10 tháng, và thậm chí 11 tháng nó mới động dục. Thì mới đến tuổi để trưởng thành và động dục. Thế cho nên là nếu như mà đã đến cái độ tuổi đó rồi mà chưa động dục thì chúng ta gọi là bị động dục chậm. Mà động dục chậm là do vấn đề cái rối loạn cái chuyển hóa nội tiết nó sinh ra. Thế thì anh nói rằng chỉ cho ăn gạo và rau thôi. Thế thì tôi thấy là chưa đủ. Nó còn thiếu các cái rất quan trọng, đó là những cái vitamin ADE, là cái đó nó kích thích làm cho cái buồng trứng nó phát triển, thì cái đấy ta thiếu, đúng không? Thế thì nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải chú ý mấy cái vấn đề mà tôi lưu ý cho anh Chuông thế này. Thứ nhất, nếu mà lợn ăn béo quá, chúng ta ăn gạo nhiều quá thì nó sẽ béo, mà béo quá thì nó cũng khả năng sinh đẻ nó cũng có vấn đề. Mà nó béo quá thì chúng ta phải giảm bớt thức ăn đi. Và mình bổ sung vào, trong đó men tiêu hóa này, vitamin A, D, E, vitamin B complex và khoáng chất premix vào cho ăn hàng ngày để cho làm sao cái tuyến sữa nó phát triển. Đấy thì mới được. Thế còn đúng là nó bị động dục chậm do vấn đề rối loạn chuyển hóa nội tiết thì chúng ta dùng cái vitamin A, D, E và B complex và tiêm cho nó mỗi một lần tiêm là 6 ml và cứ 2 ngày tiêm một lần. Và tiêm 3 ngày liên tục như vậy. Thế sau khi tiêm xong cái vitamin ADE B complex để nó kích thích làm cho cái buồng trứng nó phát triển, thì khi đó ta mới dùng cái thuốc gọi là PG600, là cái thuốc kích dục tố. Ta tiêm theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sau khi tiêm xong rồi thì một vài ngày sau thì bắt đầu xuất hiện cái hiện tượng động dục. Và khi nó xuất hiện động dục thì nó có 3 cái giai đoạn trước động dục, giữa động dục và sau động dục. Thì chúng ta chỉ phối giống ở giai đoạn giữa động dục, chứ trước động dục thì không phối giống. Thế nào gọi là giai đoạn giữa động dục? Giữa động dục khi và chỉ khi mà thấy con đực lên thì nó dạng chân ra và sẵn sàng cho quá trình phối giống. Mà nếu nó sẵn sàng cái việc đó buổi sáng thì ta buổi chiều mát đã cho phối giống, mà sẵn sàng cái việc đó vào cuối giờ chiều thì sáng hôm sau ta cho phối giống, thì thường bao giờ cũng sẽ được cái số lượng con nó nhiều hơn và hiệu quả hơn.